Cô chào các em, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài tiếp theo trong chương trình địa lý 10, đó là bài 11, khí quyển, sự phân bổ nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất. Bài học gồm có 2 nội dung chính, phần 1 lớn, khí quyển, có 3 nội dung nhỏ, 1 nhỏ, cấu trúc của khí quyển, phần được giảm tải, 2 nhỏ, các khối khí, 3 nhỏ, rong. Phần 2 lớn, sự phân bổ của nhiệt độ không khí trên trái đất, trong đó có 2 nội dung, 1 nhỏ, bức xạ và nhiệt độ không khí, 2 nhỏ, sự phân bổ nhiệt độ của không khí trên trái đất. Sau đây chúng ta cùng đi vào nội dung đầu tiên của bài, phần 1 lớn, khí quyển. Theo các em thì khí quyển là gì? Khí quyển là lớp không khí bao quanh trái đất, luôn chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là mặt trời. Khí quyển có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật trên trái đất. Đồng thời, khí quyển là lớp vỏ bảo vệ trái đất. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung nhỏ của phần 1 lớn khí quyển. Phần 1 nhỏ, cấu trúc của khí quyển. Đây là phần được giảm tải. Các em có thể tìm hiểu ở sách giáo khoa địa lý 10 trang 39. Phần 2 nhỏ, các khối khí. Dựa vào sách giáo khoa và sự hiểu biết, các em hãy cho biết các khối khí trên trái đất được phân bổ như thế nào. Không khí ở tầng đối lưu, tùy theo vĩ độ và bề mặt trái đất là lục địa hay hải dương mà hình thành các khối khí khác nhau. Mỗi bán cầu có 4 khối khí chính. Thứ nhất, đó là khối khí Bắc Cực, Nam Cực với tính chất rất lạnh, ký hiệu là A lớn. Thứ hai, khối khí ôn đới với tính chất lạnh, ký hiệu là P lớn. Thứ ba, khối khí chỉ tuyến với tính chất rất nóng, ký hiệu là T lớn. Và thứ tư là khối khí xích đạo, tính chất nóng ẩm, ký hiệu là E lớn. Từng khối khí lại phân biệt thành kiểu hải dương, tính chất ẩm, ký hiệu là M nhỏ, và kiểu lục địa, tính chất khô, ký hiệu là C nhỏ. Riêng khối khí xích đạo chỉ có một kiểu là khối khí hải dương, ký hiệu là E lớn, M nhỏ. Các em có thể quan sát hình các khối khí trên trái đất để thấy rõ được sự phân biệt thành các kiểu của các khối khí. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 3 nhỏ, Phoron. Dựa vào sách giáo khoa các em hãy cho biết Phoron là gì? Phoron là mặt ngăn cách hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lý. Các khối khí ngăn cách nhau theo một mặt nghiêng có sự khác biệt về nhiệt độ và hướng gió gọi là diền khí hay là Phoron, ký hiệu là F. Trên mỗi bán cầu có hai Phoron cơ bản. Thứ nhất, Phoron địa cực, ký hiệu là FA. Đây là Phoron được hình thành giữa hai khối khí cực A và khối khí ôn đới P. Thứ hai là Phoron ôn đới, ký hiệu là FP. Phoron này được hình thành giữa hai khối khí ôn đới P và khối khí chỉ tuyến T. Giữa hai khối khí chỉ tuyến và xích đạo không tạo thành Phoron thường xuyên và rõ nét vì chúng đều nóng và nói chung có cùng một chế độ gió. Ở khu vực xích đạo, cả khối khí xích đạo ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam tiếp xúc với nhau đều là các khối khí nóng ẩm, chỉ có hướng gió khác nhau nên tạo thành dải hội tụ nhiệt đới chung cho cả hai bán cầu. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu vào nội dung thứ hai của bài, phần 2 lớn, sự phân bổ của nhiệt độ không khí trên trái đất. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về phần 1 nhỏ, bức xạ và nhiệt độ không khí. Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho mặt đất là bức xạ mặt trời. Quá trình bức xạ mặt trời đến bề mặt trái đất được phân bổ như hình 11.2. Như vậy, nhiệt cung cấp chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời đốt nóng. Nhiệt lượng do mặt trời mang đến bề mặt trái đất luôn thay đổi theo góc chiếu của tia bức xạ mặt trời. Nếu góc chiếu lớn thì nhiệt lượng lớn và ngược lại. Quan sát hình 6.3, chúng ta thể thấy rõ khẳng định này. Nhìn chung, càng về phía hai cực thì góc tới của tia sáng mặt trời càng nhỏ, do đó lượng nhiệt nhận được cũng sẽ giảm theo. Vậy nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất được phân bổ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 2 nhỏ, sự phân bổ nhiệt độ của không khí trên trái đất. Nhiệt độ không khí trên trái đất phân bổ chủ yếu phụ thuộc vào 3 yếu tố. 1. Vĩ độ địa lý. 2. Lục địa đại dương. Và thứ 3 là địa hình. Vậy,
nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ địa lý như thế nào? Dựa vào kiến thức đã học và quan sát bảng 11, các em hãy nhận xét và giải thích. Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ. Sự thay đổi biên độ nhiệt năm theo vĩ độ. Quan sát bảng chúng ta thấy được rằng vĩ độ càng tăng, tức là đi từ xích đạo về phía cực, thì nhiệt độ trung bình năm của không khí càng giảm, còn biên độ nhiệt năm thì càng tăng. Chúng ta có thể giải thích như sau. Nhiệt độ trung bình năm của không khí càng giảm, nguyên nhân là do càng lên vĩ độ cao thì góc chiếu sáng của mặt trời càng nhỏ, nên lượng nhiệt nhận được càng ít. Còn biên độ nhiệt năm càng tăng, nguyên nhân đó là do càng lên vĩ độ cao thì chênh lệch góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng trong năm càng lớn. Cụ thể, ở vĩ độ cao, mùa hạ góc chiếu sáng lớn và thời gian chiếu sáng dài, gần tới 6 tháng ở cực. Còn mùa đông thì góc chiếu sáng nhỏ dần tới 0 độ, thời gian chiếu sáng càng ít dần, gần tới 6 tháng đêm ở cực. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu sự thay đổi của nhiệt độ không khí theo lục địa và đại dương. Người ta ghi nhận được rằng nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất đều ở trên lục địa. Ở thị trấn Vecchione của Liên bang Nga, nhiệt độ trung bình năm là âm 16 độ C. Người ta gọi đó là một hàn cực vì còn lạnh hơn cả cực Bắc. Một hàn cực khác được ghi nhận ở độ cao 3.030m tại trung tâm của đảo Greenland, với nhiệt độ trung bình năm là âm 30,2 độ C. Còn nơi có nhiệt độ cao nhất trên trái đất không phải là khu vực xích đạo mà là khu vực chỉ tuyến. Trên lục địa, đường đẳng nhiệt trung bình năm cao nhất là đường 30 độ C ở khu vực hoang mạc Sahara của châu Phi. Quan sát hình 11.3, các em hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52 độ Bắc. Quan sát hình chúng ta sẽ thấy được rằng ở Valencia, biên độ nhiệt độ năm là 9 độ C. Càng vào sâu trong lục địa, tới Quốc Sơ, biên độ nhiệt độ năm đã tăng lên 29 độ C. Như vậy, ở đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ, còn lục địa có biên độ nhiệt độ lớn. Nguyên nhân đó là do sự nóng lên và lạnh đi khác nhau giữa lục địa và đại dương. Cụ thể, ở vùng biển hấp thụ nhiệt chậm, đồng thời tỏa nhiệt chậm, nên chênh lệch nhiệt độ thấp. Mặt khác, khí hậu ở vùng biển được điều hòa bởi nguồn ẩm dồi dào. Còn càng vào sâu trong lục địa, tĩnh lục địa tăng dần, lục địa hấp thụ nhiệt nhanh và tỏa nhiệt nhanh nên chênh lệch nhiệt lớn, do đó khí hậu khắc nghiệt. Ngoài ra thì nhiệt độ không khí còn thay đổi theo bờ đông và bờ tây của lục địa do ảnh hưởng của các dòng biển nóng, lạnh và sự thay đổi hướng của chúng. Ngoài thay đổi theo vĩ độ địa lý, theo lục địa và đại dương thì nhiệt độ không khí còn phân bố theo địa hình. Quan sát hình sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao, chúng ta sẽ thấy được rằng nhiệt độ không khí giảm theo độ cao của địa hình. Trung bình cứ lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm 0,6 độ C. Nguyên nhân đó là do càng lên cao, không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng mạnh. Nhiệt độ không khí còn thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của sườn núi. Quan sát hình 11.4. Các em hãy phân tích mối quan hệ giữa hướng phơi của sườn núi với góc nhập xạ và lượng nhiệt nhận được. Các em chú ý, đồi dày của phần tô màu đỏ trên hình biểu hiện mức độ đốt nóng của ánh sáng mặt trời. Sau khi quan sát hình, chúng ta thấy được rằng sườn núi ngược chiều với ánh sáng mặt trời, ký hiệu là N lớn, có góc nhập xạ lớn và lượng nhiệt nhận được cao hơn. Còn sườn núi cùng chiều với ánh sáng mặt trời, ký hiệu là B lớn, có góc nhập xạ nhỏ hơn và lượng nhiệt nhận được thấp hơn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt. Cảm ơn các em.